Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Trai Đồng Bằng Vlog. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn sau một khoảng thời gian vắng bóng. Trai Đồng Bằng đi tu các bạn, lên núi ăn chay không à, cho nên ít có khẩu nghiệp. Nhưng mà ăn chay hoài chịu không nổi mà ngứa cái mỏ nữa. Cho nên là ngày hôm nay là Trai Đồng Bằng xuống núi quay trở lại để làm những cái video mang lại tiếng cười, mang lại giá trị cho người xem, cũng như là lên án phê phán những cái gì sai trái của xã hội. Thì hôm nay bỏ bà ngoại số 5 với bà nội 62 cạo bằng luôn. Thì ngày hôm nay quay trở lại để chia sẻ một số cái thông tin. Nói thật sự là có rất là nhiều cái thông tin từ là điệp viên của Trai Đồng Bằng ở tại Đồng Nai, mà 8, mà 9, mà 10, mà 15. Rồi hôm nay nhắc Trai Đồng Bằng hoài, nói sao mày không lấy thông tin của tụi tao nữa. Hôm nay thất nghiệp với ảnh, không có gì làm hết trơn. Thì Trai Đồng Bằng cũng có điện thoại hỏi thăm bà ngoại số 5, hỏi gài bà có khỏe không. Mà bà biết Trai Đồng Bằng rồi, bà không bắt máy. Bà nói mày YouTube phải không, mày dụ tao đặng mày ghi âm là đăng đưa lên mạng cái gì. Không phải khôn lắm, mới đăng lên kênh YouTube Tình Yêu Không Biên Giới nữa kìa. Đăng lên nói là 20 tháng 10 chuyện hôm qua giờ mới kể. Trời ơi, lên cảm ơn con, cảm ơn con cái, rồi cảm ơn em Tây Long á, tặng quà, toàn là tặng món quà giá trị không. Mừng, rơi nước mắt, hạnh phúc quá trời, quá đất hạnh phúc. Ở dưới người ta bình luận như nè, bây giờ fan cũng còn dữ lắm, ta khen. Trời ơi, chúc chị hạnh phúc rồi ha, mừng cho hai vợ chồng chị hạnh phúc rồi ha. Trời ơi. Rồi có người thì bình luận là nói thằng này là nó qua để nó bám phái bà, rồi bà làm bà nuôi nó, bà nó không có. Bây giờ nó đi làm rồi, đi làm vậy nó nuôi chị đó em, cưng chị đừng có hiểu lầm. Cưng đừng có hiểu lầm chị. Hổng gài là chồng của chị, trời ơi, nó đi thành phố, đi Sài Gòn làm, đem tiền, đem quà về cho chị nè. Cưng thấy không? Đó nào. Nói ra thì thấy thương bà ngoại ô số 5 hết sức. Lấy mấy cái tấm hình cũ rồi ghép làm một cái video. Rồi những cái món quà, những cái bó bông, những cái vòng, những cái chiếc nhẫn thì là chụp hình rồi chạy sai. Thì Trai Đồng Bằng không biết là cái đó phải là những cái món quà thật sự hay là bà tải ở trên mạng bà đem về để mà bà ghép hình, rồi bà nói là chồng rẻ của bà có tặng quà cho bà. Con cái thì cái tặng quà thì Trai Đồng Bằng nghĩ cái vấn đề đó có, tại vì Trai Đồng Bằng biết là những cái đứa con của bà rất là quan tâm với bà, chứ nếu mà không quan tâm bà thì bà không có đó được đâu. Nhưng mà cái thằng Tây Long Đen thì Trai Đồng Bằng nghĩ là không hề có, tại vì là các bạn nhớ là cái ngày sinh nhật của bà, cái kỷ niệm là một năm ngày cưới của bà, mà nó còn là đết nhớ, nó còn đi chơi phè phỡn ở trên Sài Gòn tới khuya tới tối nó mới về. Rồi bà khóc lóc, rồi nó về chút xíu là bà lại mừng, bà lén lén mà quay và ghi hình. Nó tôi nói thiệt không có một ngày nào vui, mà ngày hôm nay thì chắc phải làm cho có với người ta, tại vì khoe là câu chuyện tình yêu không biên giới, câu chuyện tình yêu đẹp như là cổ tích, mà tới 20 tháng 10 mà nó không có tặng gì hết trơn thì người ta nói đó. Cho nên là đưa mấy cái tấm hình lên chạy sai đưa lên, chứ thật sự là nói hạnh phúc là không có quay được một cái đoạn video clip ngắn thấy mặt được cái anh chồng trẻ ha. Hãy có anh chồng trẻ rồi quỳ gối ha, tặng món quà rồi là y như những cái ngày mà mới vừa xuất hiện ở trên mạng ôm ẩm rồi hôn hít đó, làm như vậy thì người ta mới thấy là hạnh phúc. Chứ mà bây giờ quay mà chạy sai hình không ai mà thấy, ai mà tin đó. Trời ơi, thì bà ngoại lấy mấy hình trên mạng thì bà ngoại đăng, ai tin bà ngoại đó là bà ngoại đang hạnh phúc. Nhưng mà khổ lắm các bạn ơi, khổ lắm. Nói vậy thôi chứ nó mới vừa quằn bả một trận te tua đây nè, chưa có yên ổn gì đâu mà ở đó, tại vì nói cho vui vậy thôi. Đây nè, tuy là Trai Đồng Bằng không có là cập nhật thông tin liên tục, chứ Trai Đồng Bằng nắm hết toàn bộ thông tin. Nó mới dần bà ngoại, như là dần trái mít, nó dần luôn con gái của bà. Cái thằng này nó rất là ghê, tại vì các bạn biết là hôm bữa ha, là bà ngoại có lấy một cái video của nó. Trai Đồng Bằng nghĩ cái này là do là con gái của bà ngoại đăng, là lấy cái video của là cái anh chồng trẻ, thằng Tây Đen cũ rồi, lúc nó mới qua, nó chưa có biết, nó hơi chưa có hiểu sự đời, nó chưa có hiểu là người ta sẽ chửi nó, cho nên là nó rất là vui vẻ, nó múa cột rồi, các bạn có coi không, nó múa cột rồi nó ôm bà ngoại, rồi nó tẩn luôn là con gái của bà, vui vẻ lắm. Đó, rồi bà ngoại lấy, bà ngoại đăng lên kênh YouTube Trai Đồng Bằng, nó thế nào cũng có cái chuyện lớn xảy ra khi mà bà lấy cái video của nó mà bà không có xin phép. Tại vì hiện tại bây giờ Trai Đồng Bằng nói là cái thằng em Tây Đông Đen
nó không cho bất cứ người nào ở trong nhà ghi hình nó, thậm chí là người ở ngoài chụp hình nó cũng không cho. Đó, nó nói là để nó đi làm, nó nuôi bả, nhưng mà không biết nó đi làm cái gì. Trai đồng bằng nói là chỉ có đi nước lấy máy bay thôi, chứ nó hôm nay không có làm được cái gì. Thật sự nó không có làm gì cả, nó thật, nó chỉ ăn ngủ rồi là đi chơi. Đó, đó là cái công việc chính của nó. Dạ, cái công việc chính của nó là tối. À, thì cái bà đăng lên là trong vòng chỉ có 2 ngày sau là bắt đầu là xảy ra sự việc liền. Thì là trai đồng bằng cập nhật thông tin từ mấy bà tám ở dưới Đồng Nai lâu rồi. Mấy bà nói chung là không có làm gì cho trai đồng bằng nhiều, nhưng mà nói chung là các bạn biết là bà tám mà. Ngồi lê đôi mắt đi khắp sớm tối ngày lấy thông tin. Thì bà nói là thằng em tay đông đen nó điện thoại về, nó nói là khi mà vừa đăng cái video bữa trước bữa sau, là anh em tay đông đen điện, nó sẽ đi về, cuối tuần nó sẽ về. Thì các bạn biết là cái bữa đó là bà ngoại mua nào là thịt bò, nào là trái cây, nào là nước tăng lực, rồi nào là bia Tiger đem về để mà chuẩn bị ăn uống, rồi có rủ con gái của bà ngoại số 5 qua nữa. Thì trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi thằng em tay đông đen về là nó bắt karaoke cả mấy tiếng đồng hồ, ca nhạc chế không, ca là thương thương về miền Trung, quê bà ngoại quê Quảng Nam mà, ca thương về miền Trung. Bà ca vậy nè: đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người yêu, nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường, người ơi có về miền Trung đi xem miền Trung, nếu về miền Trung đi xe miền Tây, không về được đâu. Đó, còn tâm trạng ca nhạc chế vui vẻ như lắm, nhưng mà chút xíu là thằng em tay lông đen về tới là nó bắt gặp cái quậy bánh nóc. Vừa về tới là bà tạm cái đậu xe, một cái gắn xe vô nhà, đóng cửa một cái cành đó, là bắt đầu là cũng dọn đồ ra ăn uống, rồi xong một chút xíu là bắt đầu gây sự liền. Là nó hỏi cái lý do gì sao mà lấy cái video của nó mà đăng lên mà không hỏi ý kiến của nó. Nó đã dặn bà rồi là không được lấy hình ảnh của nó mà đăng lên, nên hình ảnh cũ mới gì cũng vậy không cho phép mà đăng lên. Thì bà ngoại số 5 mà bà mới ấp úng không có trả lời được, nói đăng cho vui vậy mà lâu quá nhớ đăng. Nó bắt đầu là nó bay vô massage cho bà ngoại số 5, nó dần bà như là dần một cái mít tin chính xác điệp viên Đồng Nai hôm nay cách nay là cũng cả tuần lễ có hơn. Nó dần bà rồi là con gái của bà là thấy như vậy, đang là tại vì bà ngoại rủ qua chơi thì thấy như vậy, thấy mẹ của mình bị thằng chồng của bà massage, cha dượng massage, thì lúc đầu là con gái của bà vô can, thì cái thằng này nó massage luôn con gái của bà. Trời, cái tối đêm đó đăng lên Facebook la làng quá trời luôn, nó mày ngon ha, mày dám massage tao hả, mày dám, tao sẽ ăn thua đuổi mày, làm lùm xùm. Rồi các bạn biết sao không, bà ngoại số 5 khóc quá trời, bà khóc cái bữa đó, bà khóc dữ lắm, tại vì là con gái của bà nhất quyết là phải cho thằng em tên ông Bang đi về tống cổ về quê nhà, mà bà khóc, bà năn nỉ, bà nói trời ơi mẹ gian con, mẹ lai con, mẹ năn nỉ con để cho mẹ hưởng thụ củ khoai tây của mẹ dài năm nữa đi, mẹ đâu có còn bao nhiêu năm nữa, năm nay mẹ gần 70 tuổi rồi. Trời ơi, nhưng mà bây giờ là nói là bây giờ mà trong trong hai là bà chỉ được chọn một thôi, bây giờ con cái với là người tình bà chọn ai, chọn người em tay đông đen, để cho người em tay đông đen bay vô dần luôn. Con gái đăng lên Facebook quá trời quá đất, bữa đó là trai đồng bằng không có cập nhật cho các bạn là tại vì bữa đó đi tu không nói, chứ mà ngày hôm nay tức quá thì đăng cái hạnh phúc 20 tháng 10 nên thằng bằng bức xúc quá. Trời ơi, thằng em tay lông đen mà nó không có nhớ thương gì với bà ngoại, nó thương yêu gì bà đâu, thiệt nó thương cái là nó thương cái này nè, bà không có cái này rồi là nó sẽ đi lơ lạnh lạnh dần bà, nó mới dần bà. Thấy bà ngoại số 5 cũng tội nghiệp, mà bây giờ biết sao giờ, tại vì bà bao che cho thằng em tay lông đen, cũng như là bà năn nỉ quá trời rồi đó. Bữa mà nó massage cho bà, massage luôn con gái của bà, làm dữ lắm, rùm beng bây giờ long thành đông nại, không biết là tính cho nó về quê rồi, mà là bà năn nỉ, bà nói thôi thôi mấy con để cho bà ngoại sống vài năm nữa, cho mẹ hưởng thụ vài năm nữa đi, chứ bây giờ mẹ xa là mẹ chịu không nổi, mới để cho nó yên. Bây giờ mà anh trai đồng bằng nói là
cái thằng em Tây Long này nó không có nhớ ngày 20 tháng 10 của bà ngoại đâu. Nó làm gì biết ngày phụ nữ, nó chỉ biết là một ngày nó ăn bao nhiêu cái thịt cá, rồi ngày nó uống bao nhiêu lon chì tin, rồi bả cho nó bao nhiêu tiền ăn đi chơi thôi. Bà ngoại đang mơ: đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ, mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Mơ rồi, ra đồng bằng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến hai bà ngoại. Thì hiện tại bây giờ cái bà nội ở Cao Bằng nè, bà cũng sắp hết thời rồi, bà cũng muốn lựa với lắm, nhưng hiện tại bà cũng sắp hết thời, tại vì cái lực mới của Bộ Thông tin và Truyền thông mới ra đó, thì vài bữa nữa thôi thì cái công cuộc mà livestream của bà là bán hàng rồi này kia, ba cái hàng giả hàng nhái rồi mà kém chất lượng mà đi quảng cáo rồi lum la đó, coi chừng là bà sẽ dính tới cái vấn đề pháp lý nữa. Thì Ra Đồng Bằng sẽ liên tục cập nhật để gửi đến cho tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của Trai Đồng Bằng Vlog. Bye bye.